Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới nhất. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới nhất. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Đại họa tiếp tục dồn dập đổ lên đầu phía Trung Quốc khi vào tối ngày hôm qua, trong một chương trình thời sự lúc 19 giờ 30 phút, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã đưa tin Trung Quốc tiếp tục hứng chịu một trận động đất mạnh với cường độ 6,7 độ Richter, tâm chấn nằm sâu dưới lòng đất khoảng 3.000 mét và cách thủ đô Bắc Kinh tầm 26 km. Trận động đất trên đã khiến cho những tòa nhà cao tầng ở thủ đô Bắc Kinh cùng nhiều thành phố lân cận cận rung lắc mạnh, các đồ vật trong nhà bị xô đổ, điện, đường, trường, trạm, cầu cống nơi sát với cả trận động đất trên đã bị vỡ nứt. Ngoài ra, trận động đất còn vùi lấp một căn cứ quân sự ở tỉnh Phúc Kiến. Đứng trước tình hình cấp bách và nguy hiểm trên, Trung tâm Cứu trợ Cứu nạn Khẩn cấp Trung ương Trung Quốc đã điều động máy bay trực thăng cùng cảnh sát cơ động và đội tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp đang tiến hành bới đống đổ nát để tìm kiếm những người mắc kẹt và mất tích. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 860 triệu nhân dân tệ. Theo những hình ảnh và những đoạn clip mà Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV tối ngày hôm qua cho biết, có tới 300 ngôi nhà bị đánh sập và bị vùi lấp. 4 tuyến đê bao dọc con sông Hoàng Hà, sông Mekong và sông Dương Tử bị vỡ, cộng thêm những trận mưa to đến rất to, không ngừng chút hàng triệu tấn nước mưa dội từ trên trời đổ xuống thủ đô Bắc Kinh cùng quảng trường Thiên An Môn và những thành phố khác làm cho cảnh ngập lụt như ngày tận thế. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc cho biết, tối nay cho đến hết tháng 9, mặt trời sẽ không xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành khác. Trung Quốc vẫn tiếp tục hứng chịu những trận mưa lũ sấm sét, vòi rồng, vỡ đê, vỡ đập và động đất kinh hoàng, bởi vì thời tiết cực xấu và cực đoan đang có những diễn biến hết sức phức tạp, Trung Quốc chưa một năm nào họ thấy thời tiết lại bất thường như năm nay. Trung tâm dự báo, cảnh báo sóng thần động đất của quốc gia Trung Quốc nói rằng, các cơ quan chức năng cùng người dân phải hết sức lưu ý cũng như cảnh giác cao độ đối với con đập Tam Hiệp, vì nhiều khả năng nó sẽ không chịu được áp lực bởi những trận mưa lũ trong suốt những ngày vừa qua không có dấu hiệu chấm dứt. Nếu như tình trạng này còn kéo dài thì rất có thể con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ, và khi nó vỡ một thảm họa kinh khủng chắc chắn sẽ xảy ra, thế giới sẽ được chứng kiến hơn 60 tỷ mét khối nước của con đập nhấn chìm, và cuốn trôi 3/4 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Bản đồ của thế giới lúc đó sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa, chính quyền Đảng Cộng sản của ông Tập Cận Bình sẽ bị xóa sổ, và nhiều khả năng Trung Quốc sẽ phải gánh chịu một thảm họa thê thảm nhất mà thế giới sẽ được chứng kiến. Kính thưa quý vị! Tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã trải qua 83 ngày đêm không biết tới ánh sáng của mặt trời. Mưa lũ liên tục xuất hiện tại các tỉnh phía Tây, phía Đông, phía Nam, phía Bắc của Trung Quốc và đứng trước tình hình nguy hiểm trên. Trung tâm dự báo sóng thần của quốc gia Trung Quốc phát đi thông báo khẩn cấp, nói rằng người dân nên đi tránh trú gấp, hãy tìm những nơi an toàn như lên những đỉnh núi trên cao hoặc chạy sang các nước láng giềng, trong đó có nhờ cậy vào Việt Nam để trú ẩn tạm thời, nếu không thảm họa trong một vài ngày tới. Bước cho là vô cùng tàn khốc, bởi vì trên đảo Hải Nam, ngoài khơi biển đông của phía Trung Quốc đang xuất hiện một cơn bão siêu lớn giật trên cấp 15. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn của Hoa Kỳ cho biết, hiện cơn bão đang có tốc độ di chuyển rất nhanh với tốc độ di chuyển lên tới 80 km/h. Tầm bão giật cấp 15, hiện nó đang càn quét ở ngoài biển đông, sóng to, gió lớn đang cao ngất trời và nó đã đánh sập hai con tàu hải cảnh của phía Trung Quốc, sàn phẳng một hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh mất bao nhiêu công bù đắp trái phép ở ngoài biển Đông. Hiện tại, cơn bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 50 km/h, tâm bão đang xuyên thẳng vào tỉnh Quảng Đông, sau đó sẽ sang tỉnh Quảng Tây và đi tiếp vào thủ đô Bắc Kinh, sau đó nó lan ra thành phố Vũ Hán, Tứ Xuyên, Vân Nam và Hồ Bắc, nhiều khả năng nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Nếu nó đi theo đúng quỹ đạo như vậy thì nhiều khả năng nhiều tuyến đê bao tại con sông Dương Tử, con sông Hoàng Hà và con sông Mekong sẽ bị vỡ và khi nó vỡ, nước lũ sẽ dâng cao làm vỡ tiếp con đập Tam Hiệp và một thảm kịch tàn khốc như ngày hủy diệt sẽ tàn phá Bắc Kinh và hiện thì chính quyền ông Tập Cận Bình đang cho tiến hành một cuộc họp gấp để đưa ra những phương án phòng chống bão kịp thời. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc có thể dùng vũ lực để đi xâm chiếm Biển Đông, đi bắt nạt nước yếu trong khu vực chứ động vào Mỹ, động vào Nga, hoặc là động vào đất, động vào trời, động vào mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời thì Trung Quốc chắc chắn sẽ bị san phẳng và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem màn kịch mà Trung Quốc sắp bị tàn phá như thế nào. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức đó cho quý vị vào bản tin sau. Còn bây giờ chúng tôi sẽ chuyển đến một cái tin được cho là rất hay khi mà chính quyền của ông Tập Cận Bình đang lo sốt vó về việc thiếu lương thực cho người dân của Trung Quốc.
Vì 83 ngày đêm vừa qua mưa lũ càn quét phá hủy hơn 1 triệu hecta đất nông nghiệp, làm cho nền nông nghiệp của Trung Quốc bị thiệt hại một cách nặng nề, và Trung Quốc đang kêu gọi người dân phải tiết kiệm lương thực, họ cũng kêu gọi một số nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, tiếp tục tài trợ lương thực, ủng hộ tiền và vàng cho người dân lũ lụt của Trung Quốc để qua cơn hoạn nạn. Tuy nhiên, đến giờ phút này, trên thế giới không có một nước nào ra tay ủng hộ phía Trung Quốc, không phải vì tính chất nhân đạo và thương người dân Trung Quốc bị lũ lụt càn quét, mà bởi vì trên thế giới, hơn 200 nước đã mất lòng tin đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà các nước đang quay lưng lại với cả ông ta. Trên thế giới bây giờ duy nhất chỉ còn một nước, đó là Campuchia của chính quyền ông Hun Sen, là tài trợ hơn 20 tấn gạo cùng mì tôm cho người dân của Trung Quốc. Việt Nam với là quốc gia nhỏ bé chỉ bằng một thành phố lớn của phía Trung Quốc, với dân số thì ít ỏi và nền kinh tế thì vẫn còn đang khó khăn. Tuy nhiên, Việt Nam không khoanh tay đứng nhìn người dân của Trung Quốc bị lũ lụt. Do đó, vào tháng trước, chính phủ của Việt Nam đã quyên góp ủng hộ cho phía Trung Quốc 100.000 đô la Mỹ, tương đương với 2,3 tỷ Việt Nam đồng. Nhưng theo một nguồn tin tiết lộ rằng thì số tiền ủng hộ đó đã không tới người dân lũ lụt của Trung Quốc đại lục, mà số tiền đó chính quyền của ông Tập Cận Bình đã dùng cho việc tiêu xài cá nhân nhà đầu tư vào quân sự. Họ còn đầu tư thêm tiền để đóng mới một con tàu sân bay mang tên là Quảng Đông 3 sắp hạ thủy để tiến ra ngoài Biển Đông. Mục đích của phía Trung Quốc là để thị uy sức mạnh và gương oai với các nước trong khu vực, thách thức thế giới. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà lũ lụt hoành hành phía Trung Quốc. Nhưng 10 nước trong khối ASEAN và các nước trên thế giới không ủng hộ Trung Quốc. Họ nói rằng sẽ không bao giờ ủng hộ chính quyền của ông Tập Cận Bình, bởi vì nếu ủng hộ chính quyền của ông ta lại quay ra để đánh lại thì thật là đau đớn. Chính vì vậy mà nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ấn Độ và có cả Nga, nói rằng không những không ủng hộ Trung Quốc, các nước trên còn bắt chặt tay nhau để ra tay trừng trị Trung Quốc, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình và trừ khử Bắc Kinh. Bởi vì Trung Quốc chính là mối nguy hiểm cho toàn thế giới và phải trừng trị Bắc Kinh thì thế giới mới được bình yên. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là khá xấu hay còn gọi là tin buồn đối với phía Trung Quốc. Hôm qua, tờ báo China Morning Post cho biết đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc gần như sắp bị vỡ, bởi vì đỉnh lũ liên tục xuất hiện và vượt báo động đỏ. Tờ báo của Trung Quốc cho biết, vào 8 giờ sáng ngày hôm qua theo giờ địa phương, đập Tam Hiệp đã đạt đỉnh lũ lớn nhất kể từ khi nó xây dựng đến bây giờ với lưu lượng dòng chảy đạt trên 75.000 mét khối nước trên giây. Đây được cho là đỉnh lũ cao nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Theo thời báo Hoàn Cầu thì 15 cửa xả của hồ chứa Tam Điệp được mở và xả 24 trên 24 giờ nhưng vẫn chưa ăn thua gì so với lũ ở thượng nguồn đang dồn dập đổ về. Tính đến sáng ngày hôm qua, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã lên con số 65 tỷ mét khối nước và nếu như hồ chứa này vỡ, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc ra ngoài Biển Đông và đây chính là một cái tin được cho là rất xấu đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Tờ báo của Trung Quốc còn cho biết, bất chấp việc đập Tam Hiệp đạt đỉnh lũ lớn nhất trong lịch sử từ khi nó xây dựng đến bây giờ, nhưng các chuyên gia thủy lợi của phía Trung Quốc vẫn trấn an người dân bằng việc nói rằng đập Tam Hiệp xây dựng với một kiến trúc kiên cố nhất trong thời đại của thế giới. Vì thế, đến quả bom nguyên tử đổ xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945 cũng không thể nào đánh vỡ con đập Tam Hiệp được. Vì thế, những trận mưa lũ vừa qua chỉ làm mát con đập Tam Hiệp chứ không bao giờ đánh vỡ nó được. Tính đến nay, Trung Quốc đã trải qua 82 ngày đêm chưa biết tới ánh sáng mặt trời. Mưa bão liên tục càn quét. Phía Trung Quốc, đứng trước tình hình đó thì tập đoàn Tam Hiệp, Bộ Thủy lợi và các cơ quan chức năng khác của Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt các động thái giúp ngăn chặn lũ lụt. Theo tuyên bố của tập đoàn Tam Hiệp cho biết, nước lũ hạ lưu sẽ giảm xuống 3 tỷ mét khối nước sau nỗ lực xả thêm các cửa xả. Ngoài ra, hoạt động này sẽ làm giảm đáng kể áp lực kiểm soát lũ tại dự án Tam Hiệp và giảm bớt áp lực phòng chống lũ lụt cho các tỉnh miền Nam Trung Quốc như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Vũ Hán, Hồ Nam và Hồ Bắc. Hiện cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập Cận Bình đã lập đàn cầu khấn cho ánh sáng mặt trời xuất hiện ở thủ đô Thiên An Môn. Tuy nhiên, theo cơ quan cảnh báo sóng thần và động đất của Trung Quốc cho biết, từ nay đến cuối tháng 8 và sang đầu tháng 9, Trung Quốc còn hứng chịu 3 trận động đất và những cơn mưa to đến rất to vẫn tiếp tục trút hàng triệu mét khối nước xuống nhiều thành phố tại khu vực phía Nam, phía Tây, phía Bắc và phía Đông của Trung Quốc. Theo thống kê thì trận lũ lụt mùa hè năm nay đã gây thiệt hại kinh tế gần 180 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 27 tỷ đô la Mỹ và đây chính là một thiệt hại vô cùng to lớn đối với cả chính quyền, ông Tập Cận Bình. Nhiều chuyên gia của quốc tế nhận định rằng, nhiều khả năng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị vỡ trong một vài tuần tới, nếu như Trung Quốc tiếp tục hứng chịu thêm những trận mưa to,
hoặc động đất và một vài cơn bão đổ bộ vào đất liền của Bắc Kinh và liên quan tới tỉnh đó. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị vào các bản tin sau. Còn chương trình, hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày Chủ nhật tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới Nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.